lần đi, bây lần. Và mình sẽ còn hai điểm tham quan nữa là chuồng chim yến phụng ở ngay bên trên này và các bạn thuật túi ở điểm cuối cùng. Mọi người mình sẽ di chuyển lên trên trên kia cho em một lát ạ. Con gà sao đó là con mới đó. Chính xác, con gà sao là con mới, con rùa là con mới. Chuồng chim yến phụng mình sẽ đi vào phía trong và cho các bạn ấy ăn hạt kê trực tiếp ở trên tay. Vậy nên là cái phần hạt kê đó mình tránh làm rớt xuống đường mình di chuyển. Vì các bạn chim này các bạn ấy rất là quấn quýt người, nên là nó thường bay sán lại và hay đi bộ lòng vòng ở dưới chân để nó nhặt đồ ăn bị rớt. Và đã có rất là nhiều trường hợp khách tham quan do bất cẩn khi di chuyển và các bé chạy nhảy ở khu vực trong này nên đã đạp chết rất là nhiều các bạn chim tại Zudu. Vì vậy nên Zudu đã phải làm một cái biển cảnh báo, đó là xin đừng dẫm tụi em. Kèm theo đó là một cái quy định, với mỗi trường hợp mà mình gây tổn thương cho các bạn chim mình sẽ phải đền bù 1 triệu đồng. Vì vậy nên là để tránh bị mất tiền thì mình sẽ thật là lưu ý và nhớ là mỗi bước chân của mình trị giá 1 triệu đồng. Giá trị của các bạn chim thì nó không cao như vậy, tuy nhiên đây là để nâng cao ý thức của người tham quan cũng như là để tạo ra cái môi trường an toàn cho các bạn chim mến phụng thì Zudu buộc phải đưa ra cái quy định đó. Khi đi vào trong thì mọi người mình sẽ di chuyển thẳng xuống cái cầu sắt dưới kia và dừng lại tại đó thôi ạ. Em sẽ đi theo sau để phát hạt kê cho mọi người. Mình đừng đi quá sâu xuống phía dưới với các bạn chim trường thì nó chỉ bay quanh quanh ở phía trên này để nó lấy đồ ăn thôi. Ở đồng thời thì cái kích thước của các bạn chim rất là nhỏ cũng như là cái khả năng và cái thính giác của các bạn ấy rất là nhạy nên khi vào trong thì để cháu phía sau họ cào tao không có hạt kê cho nên mày bỏ đi hả mày? Nó ngược sáng á chị. Chụp bên kia kìa, qua bên kia chụp ngang á. Tới đi, tới đi. Sao có chim bự, chim bổ hoàng không? Chim bồ câu. Có con màu tím tím này, con bên đây để nó tím, dành có thấy không? Dạ thấy rồi. Rớt đồ ăn lại ở không chập được ở đây coi này đi đẹp quá đi đi nữa chi cái con màu tím ở ta phát đó xanh mà màu hơi hơi tím kìa có màu xanh hai con nó bay rồi đó bay này chờ hạt kê nó bay ra. Đó. Ôi, ông này giống ông két quá. Giống bà tiên két tiểu Long Nhân đó Nam. Đưa tay gì nó mổ hả? Dạ nó mổ nhọn quá giật tay lại cái Nam với bói rồi. Để em qua đây con, qua đây. Nè qua đây nè. Các bạn này thì nó hơi nhát một chút ngay từ lúc. Kìa đó, nó xuống thấy không? Nè Nam để yên con. Ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi. À, một double kill. Beta kill. 4 kill luôn, 4 kill luôn. 4 kill. Rồi đủ rồi nó. Con chim kia đẹp ghê luôn á. Hả? Nó bay bên kia nè. Trời ơi, đóng con phụ huynh bà ngoại nha. Úi trời ơi, trời. Con bảo có giờ. Giờ em muốn con một lưng. Đưa tay ra. Rồi, nó tới chưa, tới chưa? Xích xuống dưới kia đi. Điên, điên. À, con chim đỏ nè, bà tiên két nè. Rồi, hai bà tiên két luôn. Đưa ra xa cho nó thấy. Không khen. Nó không vô hả chị? À, ôi
Được rồi, để cho bạn khác ăn chơi. Bạn khác có người khác rồi. Hết chưa Nam của con, hết chưa? Nó ăn hết hạt rồi. Còn vỏ không à? Các bạn này ăn rất là nhanh, khi ăn thì nó sẽ tách vỏ ra, nó sẽ ăn cái hạt bên trong thôi. Rồi con quẹn luôn, con xanh luôn nè. Cận cảnh luôn. Rồi bay hết hạt. Ồ quá trời luôn kìa. Ôi bác được con gì kìa. Chắc nó chết bớt á, đạp bớt á. Kỳ rồi đâu có quy định 1 triệu, cho nên ba nghĩ á là bị nữa. Vụ nó mẹ.